Phản Phong Thần hồi thứ 38, sức mạnh Bảo Liên Đăng. Ở tập trước, sau khi nhóm Na Tra bị Thánh Kỳ Lệnh trói lại, thì Ngưu Mô Vương và Thông Tý đã kịp đến giải cứu. Với thần khí của Thông Thiên Giáo Chủ, Thánh Kỳ Lệnh nhanh chóng đã bị gỡ bỏ. Nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh. Tất cả mọi người nhanh chóng kéo xuống U Minh, tung kết giới phong ấn lối vào U Minh. Mọi người đang trong tình thế rất căng thẳng, thì Thông Tý lại cứ nén chờ một việc gì đó, làm cho mọi người cũng sốt ruột theo. Nhưng Thông Tý là người duy nhất có Kim Tinh Quả Nhãn, nên mọi người không có cách nào khác ngoài lựa chọn là tin tưởng. Ở bên trên, Thiên Bồng và Đại Quân liên tục dùng Thánh Kỳ Lệnh đánh vào lớp kết giới. Từng đòn đánh của Thánh Kỳ Lệnh làm rung chuyển cả U Minh giới. Thiên Bồng thấy mãi cũng không phải là cách, ra lệnh cho Uyển Liêm khởi động Bảo Liên Đăng. Uyển Liêm ngần ngại, phải làm thật sao? Thiên Bồng kiên quyết, cả một đại quân đang ở đây, không còn cách nào khác đâu. Uyển Liêm thở dài rồi niệm chú khởi động Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng xé toang kết giới của Thái Ất. Những người bên dưới U Minh bị hất văng, Bảo Liên Đăng mạnh đến mức tạo ra một áp lực đè mạnh toàn bộ những người bên dưới. Một nửa U Minh tổn thất nặng nề, hàng vạn linh hồn bị tiêu biến, kêu la thảm thiết. Uyển Liêm lòng đau như cắt, nhưng tay vẫn cố ghì chặt Bảo Liên Đăng. Bản thân Uyển Liêm không thể hoàn toàn kiểm soát được Bảo Liên Đăng. Địa Tạng Vương cố dùng một lá chắn linh lực bảo vệ những linh hồn tại U Minh. Uyển Liêm, ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết hậu quả của việc này là gì sao? Vừa dứt lời, thì một đòn từ Thánh Kỳ Lệnh đã đánh Địa Tạng một đòn, vỡ cả lá chắn văng ra xa trăm trượng. Thân đập vào vách núi, thương tích cũ chưa xong, thương tích mới lại ập đến. Ngưu Mô Vương một lần nữa dùng thần khí của Thông Thiên Giáo Chủ hóa ra một bóng người cao to mờ ảo để chống lại Thánh Kỳ Lệnh. Nhưng có vẻ linh lực của Ngưu Mô Vương cũng có hạn trước Thánh Kỳ Lệnh. Một pháp bảo hữu hình thì luôn mạnh hơn một luồng năng lượng vay mượn. Chỉ trong ba đòn, Ngưu Mô Vương đã phải thoái lui. Thái Ất cũng không ngoại lệ, cả nhóm bị trọng thương nằm thoi thóp. Lúc này Bảo Liên Đăng vẫn sáng rực. Uyển Liêm tuy khởi động Bảo Liên Đăng, nhưng việc hắn làm bây giờ là cố kìm hãm Bảo Liên Đăng để nó không phát huy công lực quá mạnh. Thiên Bồng cũng biết điều này nhưng cố làm ngơ. Còn các thiên binh khác thì không đủ tu vi để hiểu được cách vận hành của Bảo Liên Đăng. Nhưng dù Thiên Bồng đã cố gia giảm công lực của Bảo Liên Đăng, thì Bảo Liên Đăng vẫn là một cái thứ gì đó quá kinh khủng với mọi người. Bởi Bảo Liên Đăng là thứ pháp bảo thượng cổ, được sinh ra cùng thời với trời đất, chỉ xếp sau bằng cổ phù. Mọi người bị áp lực Bảo Liên Đăng đè chặt, rồi nhìn nhau trong bất lực. Sinh mệnh lực lẫn linh lực đang giảm sút đáng kể. Ngay lúc này, một luồng thi khí mạnh mẽ bốc ra bảo vệ mọi người. Một giọng nói vang lên, Cửu Vĩ Hồ, mang mọi người vào trong. Hậu Khanh đã ra mặt. Đây là điều mà Hậu Khanh không hề muốn, bởi ông không muốn ai biết sự hiện diện của ông ở thời đại này. Trong truyền thuyết thì Hậu Khanh đã vẫn lạc từ sau cuộc đại chiến Vu Yêu. Việc Thái Ất xuất hiện ở U Minh, rồi Hậu Khanh cũng có mặt tại đây, càng làm đánh động đến thiên đình. Trong binh pháp, nếu như để kẻ địch biết quá rõ về nhân lực thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Hậu Khanh là một ác nhân thượng cổ, nhưng so với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì vẫn còn kém xa. Nhưng Thánh Kỳ Lệnh thì cũng chỉ là một pháp bảo mang sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi, chứ không hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ra mặt, nên Hậu Khanh có thể xem là ngang tài ngang sức. Nhưng Hậu Khanh đã quên mất một thứ đối trọng rất mạnh với mình, đó chính là Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng là một thứ khắc chế được thi khí. Uyển Liêm có chút sững sờ khi thấy Hậu Khanh xuất hiện. Thiên Bồng lên tiếng, thi tổ Hậu Khanh, không ngờ ông vẫn còn sống. Ông là theo phe bọn hắn à? Na Tra là đồ đệ của ta, động đến đồ đệ của ta thì sao ta có thể để yên được? Nếu đã biết ta là ai, còn không mau cút đi. Thiên Bồng cười lớn, thật nực cười. Đường đường là Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra, vậy mà lại làm đệ tử của một cương thi thủy tổ. Ngươi đúng là làm ô nhục thanh danh của thần tiên. Na Tra cố gắng hết sức thều thào, thần tiên, ta khinh. Nếu mang danh là thần tiên mà làm chuyện hại đời hại người thì ta thà là một đại ma đầu. Thiên Bồng không thể nhịn được nữa, vỗ vai Uyển Liêm, ra hiệu cho Uyển Liêm gia tăng pháp lực của Bảo Liên Đăng. Bởi nếu trời sắp tối thì thi khí có thể sẽ mạnh mẽ hơn nữa, lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu Bảo Liên Đăng khai mở lớn hơn thì U Minh giới sẽ có nguy cơ bị xóa sổ. Ánh sáng của Bảo Liên Đăng dần tỏa ra mạnh hơn để lùi mọi thi khí của Hậu Khanh. Hậu Khanh vốn là cương thi nên đối với quang minh chi lực từ Bảo Liên Đăng có chút e dè. Ngay khi Uyển Liêm mở rộng tối đa luồng ánh sáng của Bảo Liên Đăng thì ngay lập tức Bảo Liên Đăng lại bị vô hiệu hóa, ánh sáng tắt dần rồi khép lại. Uyển Liêm và Thiên Bồng đều không hiểu vì sao, chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ linh lực của Uyển Liêm không đủ để khai mở hoàn toàn Bảo Liên Đăng? Không phải, đó chính là do một người. Trong tam giới này, người có khả năng sử dụng thành thạo Bảo Liên Đăng có được mấy người? Ngoại trừ Tam Thánh Mẫu thì còn ai? Đó chính là Dương Tiễn. Từ trên không trung, Dương Tiễn đột ngột xuất hiện rồi hét to, dám lấy pháp bảo của họ Dương ta ra tắc quái à, hỗn láo. Ngay lập tức Bảo Liên Đăng đã bay khỏi tay Uyển Liêm trở về tay của Dương Tiễn. Dương Tiễn đáp xuống từ trên không trung, nhìn thấy Dương Tiễn bình an, mọi người vui mừng khôn xiết. Dương Tiễn bây giờ không những trở lại, mà còn trở lại với một diện mạo bất phàm, hào quang tỏa ra rất mạnh. Có thể cảm nhận được, Dương Tiễn không còn là một thần tiên Thái Ất nữa, mà là bán đế cường giả. Vậy là Dương Tiễn đã thành công cường hóa cơ thể mình bởi linh lực thời thượng cổ. Bảo Liên Đăng là một pháp bảo gia truyền của họ Dương, cho nên dễ dàng bị điều khiển bởi Dương Tiễn. Nhìn thấy Dương Tiễn thì Uyển Liêm và Thiên Bồng hết sức ngạc nhiên. Sao hắn có thể thăng tiến nhanh đến như vậy?
từ Thái Ất lên Đại La Kim Tiên cũng phải mất hơn 1.000 năm, từ Đại La đến Bán Đế cũng phải vài ngàn năm. Đằng này, chỉ với một thời gian ngắn vài tháng, hắn đã trở thành một con người khác. Không còn nhiều thời gian, Thiên Bồng ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân xông lên tổng lực. Còn Thánh Kỳ lệnh cũng xuất ra một đoàn tối đa nhằm cướp lại Bảo Liên Đăng. Đại quân tràn xuống U Minh, nhưng Dương Tiễn chẳng hề lo lắng, quay sang các người bạn của mình xoay nhẹ Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng ngoài ra còn có một công dụng khác, đó chính là hồi phục thương thể trị liệu cho người khác. Mọi người đã lấy lại được phần nào linh lực, ngồi dậy xếp bằng trên đất, cố hấp thụ ánh sáng từ Bảo Liên Đăng thêm chút nữa. Dương Tiễn nói: "Mọi người cứ tập trung chữa lành cho mình, việc ở đây đã có ta lo." Thông Tý lúc này mới lên tiếng: "Thời cơ ta nói đến là đây, người này đến rồi." Sau câu nói của Thông Tý, một thân thể cao hơn trăm trượng đắp sầm xuống mặt đất. Cái miệng khổng lồ nuốt trọn đại quân của Thiên Đình vào bụng rồi cười ha ha vang cả đất trời. Vậy là Dương Tiễn đã cướp lại được Bảo Liên Đăng. Người sắp đến nuốt trọn cả đại quân vào bụng là ai? Hãy đón chờ hồi sau.